tối nó vui khoảng cả 9 giờ đêm đó, cho nên là tôi là riêng gia đình nhà tôi là thức nguyên đêm, không giống sợ ảnh hưởng đến tính mạng của mình. Nếu mà nó có điều gì thì mình phải di dời, chứ mình không thể giống ở nhà. Anh Lê Hùng Cường ở thôn Châu Bê, xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi vừa nói về nỗi khốn khổ của gia đình anh khi bị triều cường dâng cao xâm thực vào vườn nhà trong đêm khuya. Cả gia đình anh gồm 4 người không dám ngủ vì sợ triều cường nuốt mất ngôi nhà của mình. Xóm Châu Tân, thôn Châu Me, xã Bình Châu có nhiều điểm bị sạt lở rất nặng. Đường bê tông dân sinh phục vụ người dân đi biển cũng bị sóng đánh sập, bể. Một số nơi sóng lớn đánh sâu vào bờ, muốn nuốt chửng luôn cả hàng quán của người dân. Họ vô cùng lo lắng, lòng bất an vì sợ sóng đánh sập nhà không có chỗ ở. Tôi ra biển đây ấy, thì thấy là triều cường lớn vô nó sạt lở rất là nhiều. Có cái đường bê tông người dân họ lòm ra, họ đi ra bờ ấy, thì nó sạt lở vô nó gã khoảng coi như là 15 đến 20 mét đường bê tông. Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân xã Bình Châu, trước đó vào tối ngày 19 đến rạng sáng ngày 20 tháng 10, nước thủy triều dâng cao nhất đã xâm thực vào vườn nhà dân ở xóm Châu Tân, thôn Châu Me, xã Bình Châu hàng trăm mét tính từ mép biển, đồng thời gây sạt lở nghiêm trọng dọc bờ biển xóm Châu Tân. Vào ngày 20 tháng 10, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Bình Sơn và Ủy ban Nhân dân xã Bình Châu đã đi kiểm tra thực tế tình hình triều cường gây sạt lở ở thôn Châu Me để đánh giá tác động và đề ra các phương án khắc phục trong thời gian tới. Trong hơn ngày vừa qua là ngày 19 và rạng sáng ngày 20, lượng triều cường lớn dâng lên gây sạt lở và xâm nhập sâu vào vườn nhà của các hộ dân ở xóm Châu Tân, trong đó là sơn phủ sáng nước vào trong vườn nhà của hộ dân cách mép biển khoảng hơn 100 mét. Đặc biệt là sóng và triều cường dâng cao đã đánh sập 4 tuyến đường dân sinh của người dân xóm Châu Tân xây dựng để đi ra biển phục vụ cho công tác mưu sinh của bà con. Mỗi đoạn sập là từ 10 đến 30 mét và hiện nay có khả năng là tiếp tục sạt lở ăn sâu thêm vào các tuyến đường này. Trước tình hình này thì về phía Ủy ban Nhân dân huyện đã tập trung chỉ đạo các ngành và địa phương là trước mắt là phải kiểm tra xác định cái phạm vi mức độ sạt thiệt hại. Thứ hai nữa là động viên bà con nhân dân an tâm là để tránh hoang mang. Thứ ba nữa là chúng tôi tập trung bà con nhân dân là chỉ đạo cho địa phương là huy động bà con nhân dân cộng đồng là thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường đối với lại các rác thải mà từ biển đưa vào để bảo đảm cái an toàn về môi trường và sức khỏe cho bà con dân. Thứ tư là phải tập trung tuyên truyền bà con nhân dân bảo vệ cái vùng lõa, vùng chán, gió chán cát. Đây là nội dung hết sức là quan trọng. Và thứ năm nữa là trong giao cho địa phương khảo sát là trong điều kiện những cái vùng nào có thể phù hợp, chúng ta có thể trồng những cái lọ cây để tiếp tục gia cố bảo vệ được cái vùng mà chắn gió chắn cát để bước đầu để phục vụ cho vấn đề bà con yên tâm trong vấn đề chống sạt lở số 1. Ông Ung Đình Hiền, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi cũng cho biết thêm, về lâu dài, chính quyền huyện đã kiến nghị cấp trên quan tâm bố trí kinh phí đầu tư để bảo vệ người dân trong vùng sạt lở. Bởi vì có những điểm sạt lở xâm thực khoảng 100 mét và triều cường vào trực tiếp trong nhà dân rất là sâu, rất nguy hiểm cho người dân, nên cần phải đầu tư kiên cố, hóa bờ kè ven biển để người dân yên tâm sinh sống.